Thưa quý vị và các bạn, từ một tỉnh thuần nông xuất phát điểm thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng yếu kém lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng tận dụng vị trí địa lý thuận lợi với chính sách hợp tác đầu tư linh hoạt, sau 25 năm tái lập tỉnh, lĩnh vực thu hút đầu tư có nhiều bước đột phá, tạo nên cú hích làm thay đổi toàn diện tỉnh Hưng Yên. Khi mới tái lập, Hưng Yên chỉ có 2 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư 36 tỷ đồng, 5 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 60 triệu đô la Mỹ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 355 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 5 triệu đô la Mỹ. Lúc đó chúng ta cũng dám đột phá, triển khai nghị quyết là tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác đầu tư, không phân biệt đó là doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Tỉnh xác định một cái hình ảnh gọi là trải thảm đỏ, đồng hành với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đưa ra giải pháp để đã nhà đầu tư nào vào đến tỉnh Hưng Yên là đậu lại Hưng Yên, không đi nơi khác, đồng lòng quyết tâm để chúng ta làm. Và trên thực tế chúng ta đã làm được. 25 năm qua, thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về thu hút đầu tư, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch và đề án phát triển thực hiện, trong đó ban hành nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Việc quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp được triển khai đồng bộ, tiếp nhận có chọn lọc các dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, cơ bản dừng tiếp nhận dự án sản xuất rời lẻ. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian, tạo thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tỉnh Hưng Yên luôn luôn quan tâm đến tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, ví dụ chính sách về thuế, về đào tạo lao động, các cái thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp. Trước đây chẳng hạn 7 ngày, 14 ngày, bây giờ chỉ trong 2 ngày đã xong rồi. Đã tạo ra một cái môi trường rất tốt cho doanh nghiệp phát triển. Khi mà tái lập tỉnh, các công ty may của Hưng Yên chỉ có 2 doanh nghiệp. May Hưng Yên và May 2 Hưng Yên. Nhưng hiện nay thì có trên gần sấp xỉ 100 doanh nghiệp. Số lao động trước đây chỉ có 2.000 lao động, nhưng bây giờ có gần 100.000 lao động. Đến nay, Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 15 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 3.000 ha, thành lập được 16 cụm công nghiệp với diện tích trên 750 ha. Toàn tỉnh đã thu hút được trên 2.000 dự án đầu tư, số vốn đăng ký gần 230.000 tỷ đồng và trên 5,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó có trên 500 dự án nước ngoài. Đã có gần 1.100 dự án đi vào hoạt động, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp Thăng Long 2, Phố Nối A, Phố Nối B, Yên Mỹ, tạo việc làm cho trên 20 vạn lao động. Thật là tuyệt vời khi mà chúng tôi đầu tư phát triển doanh nghiệp tại Hưng Yên. Được sự giúp đỡ của tỉnh nên công ty của chúng tôi phát triển rất là thuận lợi, đảm bảo tạo việc làm ổn định cho 2.000 lao động. Dự kiến trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng và phát triển thêm nhà máy sản xuất và tạo thêm việc làm cho khoảng 1.000 lao động nữa. Từ một tỉnh nghèo, năm 1997 thu ngân sách chỉ đạt 85 tỷ đồng, nhưng từ năm 2017, Hưng Yên tự cân đối thu chi ngân sách và nộp một phần về Trung ương. Đặc biệt, năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên vẫn tăng trên 7,5%, thu ngân sách dự kiến đạt 17.000 tỷ đồng, tăng trên 200 lần so với năm mới tái lập tỉnh. Những kết quả nổi bật trong thực hiện khâu đột phá về thu hút đầu tư trong 25 năm qua không chỉ tạo nên cú hích làm đổi thay Hưng Yên về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, mà còn là nền tảng quan trọng để Hưng Yên tiếp đà tăng trưởng kinh tế, phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại.